Kính thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thị xã Giá Rai nhiệm kỳ 2017-2022, gần 5 năm qua, các cấp bộ đoàn trong thị xã đã nỗ lực thực hiện đạt nhiều thành tựu quan trọng. Đó là những tiền đề vững chắc, tạo động lực cho tuổi trẻ Giá Rai vững tin chuẩn bị bước sang một nhiệm kỳ tiếp theo với sự kỳ vọng mới. Trong chuyên mục Giá Rai hôm nay, chúng tôi mời các bạn nhìn lại những điểm nhấn đáng tự hào của tuổi trẻ Giá Rai qua một nhiệm kỳ đại hội, trong đó nổi bật nhất là phong trào thanh niên lập nghiệp. Trong rất nhiều công trình phần việc ý nghĩa mà thanh niên thị xã Giá Rai hoàn thành ở nhiệm kỳ qua, thì dấu ấn nổi bật nhất là phong trào tuổi trẻ Giá Rai chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Phong trào này đã tạo được sức lan tỏa và thu hút mọi tầng lớp thanh niên tham gia như lực lượng vũ trang, công chức, thanh niên địa bàn dân cư. Qua đó đã góp phần phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh ở địa phương. Điều này được minh chứng thông qua những con số đáng tự hào. Trong 5 năm qua, các cơ sở đoàn trực thuộc đã xây dựng 15 tuyến đường thanh niên tự quản theo tiêu chí xanh, sạch, đẹp, văn minh và an toàn. Khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho hơn 5.000 lượt người nghèo và gia đình chính sách. Xây dựng và sửa chữa 5 cây cầu nông thôn, hiến trên 1.000 đơn vị máu. Cùng với việc tích cực thực hiện các hoạt động xã hội, vai trò của thanh niên thị xã Giá Rai còn được khẳng định qua những nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, thi đua sản xuất kinh doanh, tích cực chuyển đổi cơ cấu sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Thông qua các mô hình cải tạo vườn tạp, nuôi cá, tôm, cua, lúa chất lượng cao, đã có hơn 1.000 đoàn viên thanh niên giúp nhau về vốn. Bên cạnh đó còn có các mô hình thanh niên giúp nhau lập nghiệp với nhiều hình thức như cung cấp cây con giống, giúp vốn, hỗ trợ kỹ thuật. Riêng phong trào sáng tạo trong thanh thiếu niên di động thì đã đạt nhiều thành tích, trong đó có nhiều sáng tạo được áp dụng vào quá trình sản xuất kinh doanh. Nhiệm kỳ năm 2017-2022 thì ban chấp hành thị đoàn đã đề ra là 15 chỉ tiêu. Trong đó thì là với sự quan tâm nỗ lực và sự giúp đỡ hỗ trợ của các cấp các ngành cũng như là sự phấn đấu nỗ lực của các của tuổi trẻ thị xã Giá Rai thì là đã thực hiện được đạt là 8 chỉ tiêu và gần đạt là 1 chỉ tiêu và vượt là 6 chỉ tiêu. Thì đối với việc mà đồng hành với thanh niên trong lập nghiệp, trong khởi nghiệp lập nghiệp thì là ban thường vụ thị đoàn cũng như là các cấp bộ đoàn trên toàn thị xã luôn rất quan tâm, là hàng năm thì là thị đoàn cũng tổ chức nhiều cái đợt để cho là đoàn viên thanh niên đi là học tập, trao dồi kinh nghiệm từ các tỉnh, học tập các mô hình phát triển kinh tế từ trong và ngoài tỉnh. Qua đó thì là giúp cho thanh niên có kinh nghiệm trong các cái là lĩnh vực về phát triển kinh tế, là cho thanh niên là về là nghiên cứu, học tập và là để thực hiện. Bên cạnh đó thì là cái việc lập thân lập nghiệp thì là ngoài cái việc mà hỗ trợ về cái học tập thì là ban chấp hành thị đoàn là cũng hỗ trợ cho thanh niên trong cái vấn đề là hỗ trợ giải quyết việc làm, giúp đỡ các mô hình phát triển kinh tế cũng như là các sản phẩm OCOP để thực hiện đạt cho thanh niên phát triển kinh tế. Thì là điển hình như là một số cái mô hình phát triển kinh tế trong đoàn viên thanh niên mà trong nhiệm kỳ vừa qua đã thực hiện rất là hiệu quả. Cụ thể như là mô hình nuôi gà, gà mía, mô hình nuôi cua đinh, nuôi cá sấu, nuôi ba ba, mô hình là sản phẩm OCOP như là chả lụa Nam Á, rồi là các cái mô hình về đầu gỗ mỹ nghệ, vân vân. Thì là trong thời gian qua thì là có một cái mô hình, đặc biệt là có cái mô hình phát triển kinh tế là ban thường vụ thị đoàn cảm thấy là nó mới nên là đang chỉ đạo cho các cơ sở đoàn cũng như là đoàn viên thanh niên thực hiện, như là mô hình nuôi đà điểu của đoàn viên thanh niên tại phường Tân Phong và mô hình làm chậu kiển của đoàn viên tại phường Hộp Phòng, rồi một mô hình cũng mới đối với Giá Rai là mô hình là cà phê thanh niên của bạn đoàn viên thanh niên ở Láng Tròn. Thực hiện đề án hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2018-2022, trong 4 năm qua, thị đoàn Giá Rai đã phối hợp với các đơn vị tổ chức khảo sát, đánh giá tình hình thực tế của đoàn viên thanh niên trong thị xã, từ đó xác định nhu cầu thực tế của từng đối tượng thanh niên để hỗ trợ kịp thời về vốn, cây con giống, đồng thời cũng khuyến khích đoàn viên thanh niên tự sáng tạo và tìm hiểu các mô hình mới có tiềm năng để phát triển trên quê hương mình. Tháng 3 năm 2022, anh Đăng bắt đầu khởi nghiệp với mô hình nuôi đà điểu. Đây là mô hình mới được đánh giá có nhiều tiềm năng để phát triển. Năm 2020, anh Đăng tham quan một số mô hình chăn nuôi đà điểu tại tỉnh Long An.
Nhận thấy vật nuôi này có giá trị kinh tế cao, anh tìm hiểu kỹ thuật chăm sóc đà điểu. Do điều kiện kinh tế khó khăn nên không đủ vốn để đầu tư. Sau đó được sự quan tâm của xã đoàn nên anh đã tiếp cận được nguồn vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội và vay được 20 triệu đồng. Anh mua được 4 con đà điểu giống 1 tháng tuổi và chăm sóc cho đến nay đã được 2 tháng. Trọng lượng đà điểu hiện tại đã hơn 15 kg mỗi con. Anh đang chia sẻ, so với các loại vật nuôi khác thì đà điểu có sức đề kháng cao, lại ít bị dịch bệnh. Thức ăn của đà điểu chủ yếu là các loại rau, cỏ voi và thức ăn công nghiệp. Mỗi ngày đà điểu chỉ ăn một bữa chính và một bữa phụ, chi phí khoảng 7.000 đến 10.000 đồng một con một ngày. Tuy nhiên, nuôi đà điểu cần có chuồng trại rộng rãi, thoáng mát làm sân chơi. Ngoài ra buổi tối phải trông đèn cho đà điểu dễ ngủ. Cũng tình cờ trong một lần lướt trên TikTok thì thấy một cái trang trại của cái chị nãy Long An, thấy về con đà điểu này thấy cũng ổn định, thấy nó thấy phái phái. Cho nên là tìm hiểu khoảng 3-4 tháng, 4-5 tháng rồi. Lúc đó thì cũng tính nuôi nhưng mà chưa có vốn để nuôi. Thì cũng nhờ bên xã đoàn với thị đoàn tiếp cận được nguồn vốn của ngân hàng chính sách thị xã Gia Rai thì cũng vay được một số vốn. Khi đó đã có đồng vốn là xây chuồng trại rồi là đi bắt con giống về nuôi liền. Cụ thể là em tiếp cận được 20 triệu của ngân sách thì em cũng mua là 4 cặp, 2 cặp giống đà điểu, 2 trống 2 mái. Thì số tiền là 1 cặp là 6 triệu, 2 cặp là 12 triệu. 12 triệu tiền con giống của em nuôi, em mua. Hiện nay thì con giống của em thì nó phát triển cũng đang là khá tốt. Thì nó cũng thích hợp với điều kiện là môi trường thời tiết hiện nay của địa phương của mình. Em nuôi từ lúc mà em bắt về của trại 1 tháng tuổi, lúc đó em bắt là 2 kg. Thì hiện giờ em nuôi là được 2 tháng nữa, là trọng lượng hiện nay khoảng 16-17 kg. Khác với anh Đăng, anh Hồ Phong Nhã ở khóm 5 phường Hộ Phòng lại chọn cho mình một mô hình mang tính nghệ thuật hơn. Xuất thân từ môi trường quân đội, nhưng sau khi xuất ngũ anh muốn kiếm cho mình một nghề phù hợp và ổn định. Anh đã đi học rất nhiều nghề và cuối cùng lại bén duyên với một nghề mang tính nghệ thuật cao, đó là làm chậu kiển. Mặc dù làm chậu kiển có khuôn đổ sẵn, nhưng đòi hỏi người làm phải tỉ mỉ ở từng khâu và tuân thủ nguyên tắc về thời gian. Nếu không đảm bảo các yếu tố này sẽ dễ dẫn đến hư hỏng các sản phẩm. Trước khi mình đi trong môi trường quân đội xong, em xuất ngũ. Cái cơ duyên đến nhà em thì gặp một người ông bạn mới giới thiệu đi học ở Bến Tre rồi về. Về lúc em có nghề sẵn này, nhưng mà em cũng qua học nhiều nghề lắm, xong rồi cuối cùng là nghề chọn mình. Thì em cảm thấy là mê cái đam mê cái làm chậu hơn. Thì em mới chọn cái nghề làm chậu, em làm tới thời điểm đến giờ, bây giờ là khoảng 5 năm. Tự đạo khuôn là mình suy nghĩ trong đầu của anh. Là cái như là 8 tắc, 6 tắc là làm xong rồi cái đầu những cái chậu trơn, cái khuôn tự tạo á, cái mình muốn chi tiết cho nó đẹp hơn là mình điêu khắc con rồng hay là con phụng, cái bông hoa văn cụ điêu gì đó mình đắp vào cái chậu đó, làm cho cái chậu nó sinh động hơn. Như vậy thì cái công việc mà làm chậu này đó nó không chỉ là có khuôn mình đổ nhưng mà cần phải tỉ mỉ và sáng tạo nhiều hơn nữa, phải không? Dạ đúng rồi. Tại vì nó có thời gian thời lượng, nếu mà mình không có như trễ khoảng 1 tiếng 2 tiếng thì cái chậu mình lấy ra rất khó. Những cái công đoạn này nãy em làm thì anh thấy nó cũng rất khó, tại vì mình để nó hơi lâu, đúng thời gian nó như là lấy cái lồng trong ra phải khoảng 4 tiếng đổ lại, hoặc là tùy theo thời điểm mưa thì khoảng 5 tiếng hoặc 6 tiếng. Thì nếu mà đúng là ra một cái chậu sản phẩm là phải 24 tiếng đúng thời điểm đó. Trước thì nếu mình làm ra trước thì nó sẽ bể cái chậu mình hoặc là mẻ bông chốc. Còn nếu mà để lâu quá thì nó sẽ khô khó làm, khó lấy, mình tốn thời gian, tốn công sức mình. Cũng trong phong trào thanh niên lập thân lập nghiệp, do mỗi người có cách nghĩ khác nhau và muốn chọn những mô hình phù hợp cho riêng mình, nên rất nhiều mô hình được các bạn thanh niên thực hiện thông qua sự hỗ trợ từ những nguồn vốn vay thanh niên. Anh Đỗ Thanh Nhã ở khóm 1 phường Láng Tròn đã chọn cho mình mô hình cà phê thanh niên để khởi nghiệp. Chỉ đơn giản với mong muốn mang thực phẩm sạch đến cho người tiêu dùng, anh Nhã đã tìm hiểu mô hình cà phê sạch pha máy và nhận chuyển giao công nghệ. Sau 3 tháng thực hiện mô hình, anh Nhã nhận định mô hình này có thể phát triển ổn định ở địa phương. Anh Đỗ Thanh Nhã nói. Em về quê lập nghiệp á, thì cũng ở bên đoàn thanh niên thì cũng có cho ra một cái mô hình kinh tế để phát triển. Thì em có ý tưởng là để phát triển cà phê pha máy tại khu vực quê hương của mình.
thì ở tại khóm 1 mình là cái thí điểm đầu tiên để cho mô hình trồng phai thanh niên để mình phát triển. Xuất phát từ cái giai đoạn dịch bệnh mình trên địa bàn xảy ra thì các cơ quan đều đóng cửa đồ hết và những quán cà phê đều đóng cửa hết á, thì các cơ quan khi mà cần cà phê uống á thì lại không có. Thì bên cạnh đó thì những cái cà phê hiện tại trên thị trường á là nó cũng không phải là một cái cà phê nguyên chất, thì mình đang cần một cái cà phê nguyên chất để cho người tiêu dùng có lợi cho sức khỏe sau khoảng thời gian dài họ sử dụng. Thì bắt đầu khởi nghiệp thì về khó khăn á là về nguồn vốn đầu tư ban đầu. Thì đối với cà phê thanh niên này, nguồn vốn đầu tư ban đầu thì nó dao động tầm khoảng 40 đến 50 triệu. Thì nhờ cái sự hỗ trợ của đoàn phường nó tròn thì sự của bí thư đoàn và phó bí thư đoàn để hỗ trợ vay vốn để cho em có một cái nguồn vốn để mình đầu tư ban đầu để giải quyết cái vấn đề nhanh gọn. Cũng trong nhiệm kỳ qua, đồng hành cùng thanh niên trên con đường lập thân lập nghiệp, các cơ sở đoàn đã phối hợp tổ chức giới thiệu việc làm cho nhiều thanh niên, mở các lớp đào tạo nghề và tư vấn cho các đoàn viên, giới thiệu việc làm cho đoàn viên thanh niên đi xuất khẩu lao động ở các thị trường Đài Loan, Nhật Bản và Hàn Quốc. Đồng thời, các cấp bộ đoàn cũng thường xuyên tổ chức chương trình Thắp sáng ước mơ để tuyên dương những tấm gương vượt khó học giỏi, đồng thời thông qua đó kêu gọi vận động các nhà tài trợ, mạnh thường quân chung tay chăm lo cho thiếu nhi học sinh. Tuy nhiên, trong công tác hỗ trợ thanh niên lập thân lập nghiệp, thì đoàn Giá Rai cũng đã gặp không ít khó khăn, nhất là việc vận động nguồn vốn giúp cho thanh niên, và điều này cũng cần có sự hỗ trợ từ nhiều phía. Trong cái việc hỗ trợ nguồn vốn cho thanh niên thì nó có một cái số nguồn, đặc biệt là cái nguồn hỗ trợ từ các ngân hàng chính sách xã hội, rồi là các cái hỗ trợ về cái các mô hình phát triển kinh tế cho vốn khoa học công nghệ của thị xã cũng có, rồi là mô hình mà hỗ trợ của thị ban chấp hành thị đoàn cũng có. Nói chung là cái công tác mà tạo nguồn vốn cho đoàn viên thanh niên có nhưng mà vẫn còn hạn chế. Đánh giá về vai trò và những đóng góp của lực lượng đoàn viên thanh niên trong nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng tại địa phương, lãnh đạo thị ủy Gia Rai cho biết, xác định vai trò và những đóng góp của tuổi trẻ thị xã, đảng bộ đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo và tạo mọi điều kiện cho đoàn thanh niên xây dựng tổ chức của mình ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới. Do vậy, đoàn thanh niên thị xã trong những năm qua đã phát triển rộng khắp các chi đoàn trực thuộc. Với sự lớn mạnh đó, tổ chức đoàn luôn hoạt động hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đảng bộ đề ra. Nhiệm kỳ 2017-2022 đi qua đã để lại nhiều dấu ấn sâu đậm đối với cấp ủy chính quyền địa phương. Đó là thành tích rất đáng biểu dương, nhưng đồng thời cũng là một thách thức không nhỏ đối với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của thị xã trong chặng đường phía trước. Nhưng bằng sức trẻ, sự năng động và bản lĩnh, tin rằng tuổi trẻ Gia Rai sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công và sẽ mãi là chỗ dựa vững chắc cho đoàn viên thanh niên, xứng đáng là lực lượng tin cậy của cấp ủy chính quyền địa phương, góp phần quan trọng trong công cuộc đổi mới và xây dựng quê hương Gia Rai ngày càng giàu đẹp, văn minh. Chuyên mục Gia Rai hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.